với nguồn vốn giá rẻ rồi giàu tâm lý người dân được giải tỏa khi có vaccine cộng thêm việc điều chỉnh công bố quy hoạch mới là chất xúc tác kích thích giá đất sốt nhiều nơi ông nguyễn đức lập viện trưởng viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản chia sẻ về nguyên nhân sốt đất từ bắc vào nam từ sau tết nguyên đán đến nay khảo sát của hội môi giới bất động sản mới đây cho thấy giá đất đã sôi sụp ở nhiều nơi trung bình tăng 10% sau một tháng, thậm chí một số nơi tăng 2-3 lần chỉ trong 1-2 tháng. Nhiều nơi, người dân bỏ kinh doanh sản xuất để lao vào đầu tư đất. Tiền gửi ngân hàng cũng được rút ra để đi đầu tư. Điều này có thể lý giải bởi một số nguyên nhân sau. Trước hết, nhiều địa phương hiện công bố công khai các quy hoạch mới bởi luật quy hoạch năm 2017 chính thức có hiệu lực ngày mùng 1 tháng 1 năm 2019 yêu cầu các quy hoạch phải đảm bảo sự xuyên suốt và thống nhất, công khai minh bạch từ cấp quốc gia, cấp vùng cho đến cấp tỉnh. Đồng thời, Việt Nam vừa bước qua một thập niên mới, nhiều đồ án quy hoạch tại các địa phương đã hết hạn, do đó phải tiến hành lập lại các đồ án quy hoạch mới để phù hợp với quy hoạch chung cấp cao hơn, phù hợp với hiện trạng đô thị với thị trường bất động sản việc điều chỉnh thay đổi và công bố quy hoạch mới là chất xúc tác quan trọng nhất để kích thích thị trường tăng trưởng thứ hai sau một năm tăng trưởng kinh tế ở mức thấp do ảnh hưởng của dịch bệnh nhiều địa phương đã tiến hành đẩy mạnh đầu tư công về cơ sở hạ tầng để thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế một khi cơ sở hạ tầng được nâng cấp giá trị và giá cả bất động sản cũng được kéo tăng theo thêm vào đó sau kỳ đại hội đảng bộ các cấp thành công, bộ máy tổ chức chính quyền đã ổn định và vào cuộc quyết liệt trong việc thu hút kêu gọi đầu tư để tăng trưởng kinh tế. Sự quan tâm tham gia của các doanh nghiệp lớn đã kích thích sự phát triển của thị trường bất động sản tại các địa phương. Giai đoạn năm 2018 đến năm 2020, các cấp chính quyền vào cuộc tổng rà soát các vấn đề về pháp lý Điều này cũng làm cho nguồn cung sơ cấp trên thị trường bất động sản nhiều nơi sụt giảm, nhất là ở các đô thị lớn, những nơi có thị trường bất động sản phát triển sôi động. Giá cả tăng cao là do chênh lệch về cung cầu. Điều này đã tạo nên mặt bằng giá cao tại các đô thị. Nhà đầu tư lấy đó làm thước đo về giá cả hàng hóa và kéo dòng vốn đầu tư về vùng ven, khu vực lân cận, gây nên sốt đất tại các nơi này việc tăng giá đất quy định tại các khung giá đất của chính phủ và bảng giá đất tại nhiều địa phương cũng kéo theo giá đất trên thị trường tăng cao. Ngoài ra, sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi COVID-19, nay đã có vaccine phòng ngừa và việc triển khai tiêm chủng đang được mở rộng tại nhiều quốc gia, có cả Việt Nam khiến tâm lý của người dân như được giải tỏa và kỳ vọng về xu hướng tích cực của nền kinh tế lên cao. Song song đó, thị trường vốn đã khá rẻ dồi dào dòng tiền dịch chuyển từ chốt lời chứng khoán các kênh đầu tư khác như tiền ảo vàng đang tham gia vào thị trường bất động sản bởi sức hút của loại tài sản thực và lợi nhuận trong đầu tư khá tốt trong nhiều năm qua tất cả những yếu tố trên đã thu hút lượng lớn người dân tham gia vào hoạt động môi giới đầu tư bất động sản khiến thị trường nóng ngày càng thêm nóng Tuy nhiên, trong quá trình tham gia thị trường bất động sản có những điều người dân nên lưu ý. Trong những giai đoạn sốt nóng là lúc mà các đối tượng tội phạm lừa đảo tích cực hoạt động. Người mua bất động sản thường dễ bị chi phối bởi các yếu tố cảm xúc trong các quyết định mua hàng. Vì vậy, những nhà đầu tư mới tham gia thị trường nên lưu ý một số vấn đề để hạn chế rủi ro cho khoản đầu tư của mình. Trước hết, chỉ nên mua các sản phẩm đã hoàn chỉnh pháp lý, các tài sản đã được cấp giấy chứng nhận chủ quyền, các sản phẩm tại những dự án của chủ đầu tư uy tín, được sở xây dựng các địa phương công khai cho phép huy động vốn và được ngân hàng thương mại cấp bảo lãnh tín dụng. Người dân cũng không nên mua giấy cọc sang tay, không nên tham gia mua bán tại những thị trường quá sốt nóng sốt ảo, nơi có sự thay đổi về quy hoạch, giá cả tăng hàng ngày bước tăng giá lớn trong khoảng thời gian ngắn. Không nên sử dụng đòn bẩy tín dụng quá sức chi trả của bản thân, tránh rủi ro về các khoản vay khi nhà nước có động thái siết chặt tín dụng hoặc ngân hàng tăng lãi suất. Ngoài ra, khi đầu tư, người dân cần có sự tham vấn từ các chuyên gia tư vấn bất động sản uy tín, nắm bắt thông tin từ những kênh chính thống để tránh những tin giả mạo, thất thiệt làm giá.